gì là bà cũng nhờ vậy cũng tốt rồi. Mình thắng lại rồi sao? Năm nay giải gì, năm nay cũng là giải gì, làm có duyên á, con Điền này là có giải gì á. Đúng không? Năm rồi Phước cũng lấy giải gì, năm nay thì à, năm rồi Phước cũng giải nhì. Rồi năm nay Phước cũng phe của Phước cũng giải nhì. Như vậy là nãy đứa coi thủ hả? Đảm. Đảm à, đảm đảm. Máy đảm chạy có lý lắm á. Em. Cơ khí máy nổ nè mấy anh em YouTube cơ khí máy hello, nổ chào tất cả anh em nha. Nay gặp mấy anh em YouTube cũng có mừng hẹn lắm cho anh em mà quay trực tiếp cho anh em xem bên YouTube, nhưng mà mình không dám quay vì lý do bản quyền một cái là toàn liền. Có sao là... đâu không, bản quyền nặng lắm chú. Mà ở đây đâu có gì đâu bản quyền. Như nãy đặt cái máy đặng bên Thế Giới Di Động nó mắc nhạc á, nó là chết con liền. Sao không lợi chỗ khác, kiếm chỗ khác quay. Mà mình livestream trực tiếp là mình phải tìm nơi nào cho nó. Nhưng mà tôi hỏi ví dụ như quay tranh giải mà mở nhạc lên tôi rồi đó, mấy cái đoạn đó tôi thua rồi đó. Thua, không nha, không quay là không được cái đoạn. Đúng đó, rồi. Mà một cái kênh mình tạo dựng rất là khổ chú ơi, chứ không đúng rồi. Đơn giản rồi. Có gì vô giao lưu đi. Ok nè. Thôi bắt tay nha. Về bên này rất là vui. Về bên Cần Thơ thì mình hầu như năm nào cũng đây. Đúng rồi, một năm được hai giải. Tôi cũng gần tới là tôi hay đăng này kia để tôi thông báo, tôi cho anh em biết để đến xem. Vậy ha, chúc sức khỏe nha. Quê cũng ở Cà Mau hả? Em với Phước làm chiến dịch chung mà. Ở dưới thì nói về Cà Mau thì tôi ngưỡng mộ lắm. Phước có loại nào? Nói sao không có. Dạ, loại đạn đầu luôn. Rồi chết.